dọn dẹp nhà cửa đó nào. Tự nhiên bữa con quái vật á đột nhập vô làng mình xong giờ mình phải xây mấy đồ bảo vệ nhà mình nè. Ê trời, từ lưa hết trơn luôn này, lắp vô mấy cái ghế của mình á, giờ phải đập ra hết đây nè. Ôi nhiều quá ta. Ui, sao có mấy tiếng còi báo hiệu ở đâu ra vậy? Hình như có chuyện gì vậy ta? Mình phải chạy ra giữa làng xem tử được. Ủa có chuyện gì vậy? Chạy đi mọi người ơi, nhanh lên. Ủa? Nhanh lên, bộ sông trùng để tấn công chúng ta kìa. Cái gì? Xuống hầm đi. Ôi, sao yên. Ê, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Lên đây. Trời ơi, vụ gì hả chị? Trời đất ơi, đang căng thẳng lắm. Có chuyện gì vậy? Hiện tại thì bọn sông trùng đã phá luôn cái khu kiểm duyệt của chúng ta rồi. Cái gì, làm sao bọn chúng phá được chứ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hình như bọn chúng đã làm cách nào đó phá hư cái hàng đầu điện của chúng ta rồi. Ủa cái gì? Ê, mà nghe ghê quá vậy? Đúng rồi, thôi bây giờ chúng ta phải đi xuống dưới đây chốt bọn chúng nhanh lên. Không nhận bọn sông trùng thì phá hoại thiệt chứ. Vô đây nhanh lên. Ui, được rồi, vô nè. Ui, chỗ này là một chỗ kiểm duyệt mới nè. Đúng rồi, nhưng mà tôi giao chỗ này lại cho ông á nha. Có gì ông quản lý chỗ này nghe, còn tôi thì phải đi xem mọi người như thế nào rồi. Được, cũng được, để tôi lo cho. Rồi, vậy đợi tôi xíu nha, tôi đi đây. Ông đi. Ui, giờ mình phải ở đây kiểm duyệt mọi thứ luôn hả? Ui, TV Man á. Wow, ui, hình như đợt trước các bạn nhớ không? Có một TV Man sông trùng á, nhưng mà đi lần này khác quá à. Ui, hello anh là TV Man gì vậy? Ui trời, cái giọng hơi khó nghe nha, nhưng mà mình nghe được đó chính là TV Man V2 á. Được rồi, anh đợi em xíu nha, để em kiểm tra thông tin cái TV Man V2 á. Ủa, trong danh sách này không thấy, ta được kiếm tôi qua danh sách khác thử mới được. Danh sách này cũng không thấy có luôn nha. Nhìn cái ảnh này của anh lão quá à. Không có trong danh sách này rồi, vậy mình phải kiểm tra bằng máy tính mới được. Hãy cha, để quét xem thử nha anh ơi. Đợi em xíu. À cha, ui nghe âm thanh đang quét rồi này. Được rồi, để kiểm tra coi đúng hay không nè. Ây cha, ui chính xác, đó chính là TV Man V2 á. Ủa trời, được rồi, giờ em sẽ mở cửa tranh vô đây. Ây cha, ui mở cửa cho đi qua luôn kìa. Giờ mình phải đóng lại được. Ây cha, ủa đóng lại rồi, kiểm duyệt này cũng khá dễ đó. Giờ mời người tiếp theo đây. Không biết lần này là ai xuống đây ta. Thôi tôi tới đây. Ủa giọng trầm á, để mày đoán coi được là ai đó nhờ. Mở cửa cho tôi đi nào. Cái gì vậy? Tại sao lại là đầu tô gà? Ui cái mặt này là mặt sông trùng mà. Ui còn cái tay nữa kìa. Cái này là TV đi. Trời ơi, cái gì mà người siêu dễ thương. Cái này không được rồi, mình khẳng định cái này chắc chắn là sông trùng đó. Nhưng mà lùi ra xíu đi, để tôi kiểm tra cái. Được rồi, kiểm tra đi. Ủa mà anh vô đây có việc gì vậy? À tôi xuống đây cũng để chú mấy cái con sông trùng ở trên kia đó, mở cửa cho tôi vào với. Cái gì cũng muốn xuống đây chú ẩn hả? Không được rồi, để tôi kiểm tra cái. Để coi kiểm tra cho chắc ăn các bạn ơi. Đây rồi, được rồi. Mình nghe tiếng đen dòi đó, được rồi. Bấm nút nè, ấy cha. Sai, đó chính là sông trùng á. Ôi không được rồi, vậy thì tiêu hủy thôi, ta bị sống chung nha. Ây cha, nó thả xuống kìa. Ui đi rồi, đi. Ây da. Ui nó thả những cái bình gây sát thương xuống dưới kìa. Ui một phát là đi luôn, vậy là giải quyết được một con sống chung rồi. Các bạn có thấy mình giỏi không ạ? À? Người tiếp theo đây. Trời mình đang chờ không biết ai tiếp theo đây. Ui. Chào, ôi, hãy mở cửa cho tao. Human V2 nè, hello anh nha. Trước khi mở cửa cho anh vào, em cần kiểm tra anh, cái anh lùi ra xíu anh ơi. Thôi được rồi. Ui, có bạn nào đoán được đây là sông trùng hay là Human V2 thiệt không nè? Nhưng mà mình sẽ kiểm tra danh sách cái. Ui, hình như nó nằm ở trên đây nè. Đi rồi, thấy nha. Tuy là hơi mờ nhưng mà vẫn nhìn ra được. Được rồi, giờ thì tới bước kiểm tra tiếp theo. Để kiểm tra thông tin cho coi. Cha. Ui, các bạn có nghe tiếng không? Máy dò đang bắt đầu bật rồi đó. Kiểm tra đây. Ây cha. Ui, chính xác, Realman V2. Ui, được rồi. Để em mở cửa cho anh vô nhanh Realman. Ây cha, mở cửa nè. Được rồi, cảm ơn em nhiều nha. Anh đi vào trong này đây. Đóng cửa lại rồi. Trời ơi, có bạn nào đoán đúng đây chính là Realman thiệt không vậy? Chắc sẽ không có ai đoán sai đâu nhỉ. Người tiếp theo đây. Mau mở cửa cho ta đi, thằng giống con Hachi kia. Chi tái tên á? Ôi cái tên thì sao nó vô đây được vậy? À ngươi nói như vậy ta cũng vào đây để chui những bọn sông trùng thôi mà. Ngươi mau mở cửa mau lên. Được rồi, để tôi kiểm tra cái. Trong danh sách này hình như không có chị tai tình nha. Ủa đúng là không có thiệt luôn á. Được rồi, để tôi kiểm tra coi ông có phải sông trùng nha.
Ây cha, ây cha. Ui, mấy giờ lên rồi nè. Được rồi, có biết nào để được đây là chia tay tên thiệt hay là sống chung không đây? Nhưng mà nhớ nếu như để được thì nhớ bình luận cho em biết luôn nha. Được rồi, giờ thì bấm đi coi đúng không nè. Ây cha. Ui, chính xác, đó chính là chi tay tên. Ôi, có bạn nào đến đúng không nhờ? Được rồi, tôi mở cửa trong vô đây. Đợi xíu nha. Ây cha. Người làm tốt lắm cho con, có cần giúp đỡ gì thì hãy nói ta sẽ xuất hiện và giúp người. Được rồi, ông vô đây. Được rồi, để ta vào đây. Ôi, ông đi rồi, đóng cửa. Ây cha. Uầy, đóng cửa lại rồi. Uầy, hên quá. Ông này cũng tốt bụng đó chứ. Nếu như mình cần giúp đỡ gì, ông sẽ giúp mình á. Yeah, có được một sự giúp đỡ rồi nè. Mời người tiếp theo đi. Không biết người tiếp theo là ai ta, có bạn nào đoán được không nhỉ? Chính là ta đây. Ủa, ai vậy? Ui, cái gì vậy? Tiến sĩ Kimberly. Ui, quang. Trên người ông mọc ra mấy cái thứ gì vậy? Trời ơi. Ta cũng là một Skibidi và ta cần vào trong để chú ngụ. Thì ngươi hãy cho ta vào chung với. Ôi cái gì? Vào trong chú ngụ quá, để xem cái, đợi tôi xíu. Ui, trong danh sách này, ý, hình như có ổng kìa. Nhưng mà khoan, ổng làm gì có mấy cái xúc tu đâu. Ui, hình này cũng không có luôn. Đây này các bạn nhìn đi rõ hơn này, đâu có mấy cái xúc tu trên người ổng đi đâu. Lạ quá ta. Có thể là song trùng không nào? Mình nghĩ có thể là song trùng nha. Kiểm tra cái, đợi tôi tí. Kiểm tra nè. Ui, nghe cái tiếng đen dò rồi. Được rồi, đem kết quả thôi. Ây cha. Ui, sai, đó chính là song trùng nè. Mình biết rồi. Thì ra ngươi là một sống trùng chứ gì. Mở cửa nhanh lên đằng kia. Ngươi làm cái gì mà lâu lắm quá vậy? Trời ơi, hắn ta đang bực mình rồi kìa. Ngươi bực mình cái gì? Được rồi, tiêu quẩy ngươi nè. Ây cha. Ui, thuốc này rớt xuống kìa. Bùm. Ui, nó đi mất tiêu rồi. Đúng là mấy lọ thuốc này tiêu quẩy nhanh thiệt luôn á nha. Vài phát là đi à. Được rồi, mời người tiếp theo đi. Ôi, đi vào rồi nào. Giọng ai vậy ta? Hello, hai chị lâu ngày rồi chúng ta không gặp. Ui, cầm biêu tầm men á. Wow, trời ơi, đúng là lâu lắm rồi mà không gặp ảnh đó. Có bạn nào còn nhớ ảnh không vậy? Trời ơi, hello anh nha, đợi em xíu, anh muốn vô bên trong hả? Thôi, em mau cho anh vào đi, anh đang có chuyện, muốn gặp Iha để nói chuyện tí đây. Ồ, anh vô gặp Iha á, được rồi, đợi em xíu nha, để em kiểm tra thông tin cái. Đen dò này, tuy là anh này không có trên bản nhân vật này, nhưng mà mình cũng đang dò thông tin của ảnh đây, được rồi. Kiểm tra thôi. Ây cha. Ui, chính xác, đó chính là Computer Man. Ui, được rồi, em kiểm tra xong rồi. Giờ em mở cửa cho anh vô đây. Ây cha. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ đi vào trong đây. Cảm ơn em nhiều nha. Ảnh vào trong rồi kìa. Được rồi, đóng cửa lại nè. Trời ơi, hôm nay mình làm việc quá là năng suất luôn á. Không biết người tiếp theo là ai nữa. Mình nghĩ là con KBD quá ta. Nãy giờ chưa thấy bọn chúng nữa. Ui, đây là con cái gì vậy trời? Nó có đầu của speaker man, là camera man. Còn phía sau đó hình như có cầm của cha TV man luôn hả? Ủa, con này là cái con gì vậy? Lần đầu tiên mình thấy luôn á. Nó kết hợp tới ba con kia luôn kìa. Với cả bọn kia bên đây đó. Nhìn ghê thiệt sự quá. Trời, chẳng hiểu. Ui, nhưng mà không được rồi. Con này chắc chắn là con song trùng á. Để con kiểm tra coi. À, con này con gì đây? Ui, ở đây bắt đầu giờ rồi. Kiểm tra nè. Ây cha. Ui, sai, đó chính là song trùng hả? Cuối cùng đây là một tên song trùng nè. Dám đột nhập vô chỗ này của mình á. Không được rồi, tiêu quẩy bằng bay thôi. Ây cha. Ui, trời ơi. Nó chết rồi. Tắt. Ây da. Tắt. Ui, trời ơi. Nó đi mất tiêu rồi. Trời, con đó nhìn quái gì thiệt luôn á. Chưa bao giờ mình thấy con đó luôn á. Ghê thiệt chứ. Trời ơi, công nhận bọn song trùng càng ngày càng quái dị hơn luôn á. Chị đến rồi đây. Ai chị nào tới vậy? Ôi, chị Speaker Man nè, hello chị. Hello em. Ủa, có cả Speaker Man tới luôn hả? Wow, trời ơi, mấy người này không có giống gì giống song trùng quá. Có bạn nào thấy họ giống song trùng á? Nhớ bình luận nhìn biết à, mình nghĩ chắc không phải đâu á. Chị á, trời ơi, đợi em xíu nha, để em kiểm tra cái nha chị ơi. Ôi, chạy cho chị vô đi, chị đang có việc gấp đó. Đợi em xíu nha, em kiểm tra cái. Kiểm tra thôi nào. Đâu, để lên ghế ngồi nè. Anh chị ơi, mở giùm tôi cái cửa sắt chứ, tôi đang cần vô nè. Ủa, ổng kêu mình cái gì vậy ta? Thầu Nguyên kêu mình gì à? Ủa, anh chị ơi, mở cửa cho tôi nhanh lên nè. Mở cửa cho tôi nhanh lên đi. Đợi xíu, mở cửa nè. Ây cha. Ủa, có chuyện gì vậy? Ở dưới tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chuẩn bị đi xuống dưới đi ha chị ơi. Nhưng mà tôi chưa kiểm tra xong trùng xong nữa, như ông đợi xíu đi. Trời ơi, để tôi coi giùm cho, tôi thấy hai người này nhìn đâu có giống xong trùng lắm đâu, cho họ xuống luôn đi ha chị ơi. Kiểm tra kỹ không vậy chứ à, cho xuống bậy đó. Kể coi
có trong danh sách không nha? Kỹ mà. Ui, hình như có luôn nè. Trời ơi, tôi chắc chắn hỏi không phải là song trùng đâu. Thôi hai chị đi theo em vô đây nè. Ôi, sầu quen dẫn hai bọn họ vô luôn rồi. Chắc mình cũng đi vô đây. Ai cha, đi vô luôn thôi nào. Mấy bạn đi rồi, có bạn nào biết về quỷ mặt đỏ đáng sợ như thế nào mà và bạn muốn biết tại sao nó lại tấn công làng của mình thì hãy bấm qua video bên cạnh của mình nha. Giờ thì mình sẽ đi qua bên video này và tạm biệt các bạn.